Những cái kỹ năng cần thiết nhất của một UX UI designer là gì ạ? Có 6 cái loại kỹ năng, cả UX lẫn UI đều cần nó. Mình có cần phải học lập trình không anh? Em không cần phải làm được công việc lập trình. Làm thế nào để mình tìm được cái lợi thế cạnh tranh của bản thân? Mỗi ngày anh gửi 5 cái email cho 5 người. Đừng tin vào việc đúng thời điểm để mà chúng ta chờ cái thời điểm đó. Người trong môn nghề, nếu muốn biết có gì thì bấm nút subscribe nhá. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room. Hôm nay mình sẽ nói về vấn đề là tại sao bạn không nên đóng góp cho các quỹ cứu trợ thiên tai. Và hãy bắt đầu đi tìm lý do tại sao ngay bây giờ nhé. Thứ gì có giá trị hơn, nước hay là kim cương? Câu hỏi này sẽ chia mọi người ra thành hai phe. Phe nước sẽ nói là rõ ràng nước có giá trị hơn, nếu không có nước chúng ta đều chết hết. Nếu như không có kim cương, chúng ta chỉ thiếu đi một thứ trang sức, không mất đi thứ gì nghiêm trọng ở đây cả. Trái lại, phe kim cương sẽ nói rằng rõ ràng kim cương có giá trị hơn. Nếu bạn nghĩ nước có giá trị hơn, hãy thử làm một cuộc trao đổi nhỏ đi. Tôi sẽ đưa bạn 20 gallon nước và bạn cho tôi một viên kim cương 20 carat, ok? Nghe có vẻ công bằng đúng không? Vậy phe nào mới là đúng đây? Họ đều đúng, tùy thuộc vào việc ta muốn nhìn chính xác từ góc độ nào. Nước uống, theo một nghĩa nào đó, vô cùng có giá trị bởi nó là thứ thiết yếu duy trì cuộc sống. Điều này khiến giá trị trung bình của nước uống cao. Nhưng ở những nơi vốn dồi dào về nước, giá trị của việc thêm một gallon nước rất thấp. Nếu một công nhân sống tại đất nước phương Tây phát triển, có thêm một gallon nước, điều đó chỉ đơn giản là bồn tắm của tôi lại có thêm nước vào mỗi buổi tối mà thôi. Đó là lý do tại sao giá của một gallon nước từ máy vòi lọc ở thành phố New York chỉ là 0,015 USD, ít hơn 2 cent. Ngược lại, mặc dù giá trị trung bình của kim cương thấp hơn nhiều so với nước, giá trị khi thêm một viên kim cương hay còn gọi là cận biên cao hơn nhiều. Lý do đơn giản là không có nhiều kim cương trên thị trường, chúng khan hiếm theo cách khác so với nước. Nếu tôi không có của cải gì cả và cũng không thể bán đi những gì tôi kiếm được, thì thà có một gallon nước còn có giá trị hơn là một viên kim cương 20 carat. Đổi lại, nếu như tôi có thể dễ dàng tiếp cận được nguồn nước như hiện tại, khi được chọn, tôi sẽ lấy viên kim cương. Nghịch lý nước và kim cương cho thấy tầm quan trọng của thứ mà các nhà kinh tế học gọi là suy nghĩ ở điểm cận biên, đánh giá giá trị của một vật bổ sung thêm hơn là những giá trị trung bình của thứ đó. Giả sử bạn nhận được một chiếc áo len mới mùa Giáng sinh, cái đó đem lại lợi ích gì? Câu trả lời phụ thuộc vào việc bạn đang có sẵn bao nhiêu chiếc áo len rồi. Nếu đó là mùa đông, bạn là người vô gia cư không có quần áo ấm, chiếc áo len này có thể giúp bạn không bị hạ thân nhiệt, vậy thì có thêm một chiếc áo len là vô cùng quý giá. Nếu bạn có nhà cửa nhưng không có nhiều áo len, chiếc áo đan thêm đó có thể cho bạn thêm một lựa chọn để mặc vào một ngày trời lạnh, do đó nó cũng tương đối có giá trị. Còn nếu bạn đã có quá nhiều áo len rồi, thêm một chiếc nữa có khi lại còn phiền toái, thêm một thứ phải đóng gói khi đi đâu đó. Như vậy, về tổng thể thì không tốt. Giá trị của một chiếc áo len mới sẽ giảm tương ứng với cái số lượng áo len mà bạn đang có. Giá trị này thậm chí có thể âm nếu như bạn có quá nhiều áo len. Trên thực tế, điều đó đúng với hầu hết những thứ tốt, mặc dù không phải lúc nào cũng như vậy. Khi giá trị của chúng giảm dần vì số lượng tăng lên, miếng bánh đầu tiên rất ngon, nhưng đến miếng thứ ba, bạn bắt đầu thấy ngán. Có thêm một bản của cuốn sách này có thể đem lại trải nghiệm thú vị và giá trị. Nhưng có thêm một cái nữa chỉ là có thêm một cái chặn cửa mà thôi. Các nhà kinh tế gọi đó là quy luật hiệu suất giảm dần. Đến giờ, chúng ta chỉ so sánh những loại chương trình khác nhau với cùng một mục tiêu cụ thể, như phát triển giáo dục thế giới hoặc là phát triển y tế thế giới. Nếu muốn làm nhiều điều tốt nhất có thể, chúng ta cần phải hỏi mục tiêu nào cần được tập trung vào hơn. Quy luật hiệu suất giảm dần đem đến một quy tắc chung khá hữu dụng để so sánh với các mục tiêu này với nhau. Nếu một ngày lĩnh vực cụ thể nào đó nhận được nhiều tài trợ và sự chú ý, chúng ta nên biết rằng sẽ khó để có thể làm được nhiều điều tốt bằng cách dành thêm nguồn lực cho lĩnh vực đó. Ngược lại, trong những lĩnh vực còn tương đối bỏ ngỏ, những cơ hội hiệu quả nhất để làm điều tốt có thể chưa được tận dụng. Hãy nghĩ thử đến cứu trợ thiên tai. Tháng 3 năm 2011, một trận động đất được ghi nhận là trận động đất mạnh thứ tư kể từ năm 1900 xảy ra tại Tohoku, Nhật Bản.
sóng thần cao đến 130 feet, 39 mét và di chuyển 6 dặm, 9,6 km vào trong đất liền. Trận động đất này lớn tới nỗi, toàn bộ đảo chính của Nhật Bản bị dịch chuyển 2,4 mét, 7,9 feet về phía đông. Hàng triệu người không có điện hoặc là nước, hàng nghìn người tử vong. Vào ngày 12 tháng 1 năm 2010, chỉ trước đấy một năm, một trận động đất xảy ra tại Haiti. Tâm chấn gần Leogane, 16 dặm, tức là tương đương khoảng 25,7 km về phía tây thủ đô của nước này là Port-au-Prince. Ước tính khoảng 280.000 tòa nhà bị sập, bao gồm cả cung điện quốc gia, quốc hội, nhà thờ hoàng tử Porto và nhà tù chính trị. Dịch tả bùng phát, hàng nghìn người tử vong. Cả hai sự kiện này đều nhận được rất nhiều sự chú ý từ truyền thông quốc tế. Một nỗ lực cứu trợ nhân đạo khổng lồ. Tin tức thảm họa trên tất cả các kênh, các tổ chức viện trợ được huy động và các cá nhân trên khắp thế giới sẵn sàng bỏ tiền túi ra. Với mỗi sự kiện, tổng viện trợ quốc tế ngay sau thảm họa đạt khoảng 5 tỷ USD. Hai thảm họa này dường như là rất giống nhau, đều do động đất gây ra. Cả hai đều phá hủy mọi thứ ở quy mô lớn. Nhưng hai trường hợp này rất khác nhau. Điều này khiến ta tự hỏi tại sao phản ứng viện trợ quốc tế lại giống nhau đến vậy. Đầu tiên, quy mô thiệt hại về người của hai thảm họa này là khác nhau đáng kể, bao gồm cả những trường hợp tử vong sau thảm họa. Trận động đất ở Nhật khiến 15.000 người chết. Để so sánh, trận động đất ở Haiti khiến 150.000 người chết. Thứ hai, Nhật Bản là quốc gia giàu thứ tư trên thế giới. Haiti thì không. Tính trên đầu người, Nhật Bản giàu hơn Haiti gấp 30 lần. Về tổng thể, Nhật Bản giàu hơn Haiti gấp 1.000 lần. Bởi thế, ngày 15 tháng 3, chỉ 4 ngày sau trận động đất xảy ra, Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản đã đưa ra tuyên bố sau. Hiệp hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản, với sự hỗ trợ của Hiệp hội Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế, xác định rằng hỗ trợ từ bên ngoài là không cần thiết, do đó không tìm kiếm tài trợ hoặc là hỗ trợ từ các nhà tài trợ trong thời điểm này. Nếu như phản ứng quốc tế đối với các thảm họa tự nhiên là có lý tính, chúng ta sẽ mong đợi một lượng kinh phí lớn hơn cho những thảm họa lớn hơn và những thảm họa xảy ra ở các nước nghèo hơn, nơi ít có khả năng đối phó hơn. Nhưng điều đó lại không xảy ra. Kinh phí dường như được phân bố tương ứng ở mức độ gợi nhớ và độ phủ truyền thông của thảm họa thay vì dựa trên quy mô và mức độ nghiêm trọng. Ví dụ, vào năm 2008, một trận động đất xảy ra ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Có thể bạn chưa bao giờ nghe về nó. Trận động đất này xảy ra 50 dặm ở phía tây bắc thành đô, ngay tại trung tâm Trung Quốc. 80.000 người tử vong, gấp 5 lần so với số tử vong ở trận động đất của Nhật Bản. Nhưng viện trợ quốc tế chỉ là 500 triệu USD, bằng 1 phần 10 con số viện trợ cho Haiti hay là Nhật Bản. Vì một lý do nào đó, trận động đất này không có độ phủ truyền thông như những trận động đất khác nên tài trợ cũng giảm ít đi. Bởi vì số tiền nhận được quá ít, các khoản quyên góp có thể tạo ra được tác động lớn hơn. Quy luật hiệu suất giảm dần cũng giải thích lý do tại sao nhìn chung, việc quyên góp cho cứu trợ thiên tai có ít ý nghĩa hơn so với việc quyên góp cho những tổ chức từ thiện tốt nhất chống lại đói nghèo. Hàng ngày, đều có những người tử vong vì những căn bệnh đã dễ dàng phòng ngừa như là AIDS, sốt rét hay là bệnh lao. Đây là một thảm họa có quy mô vượt xa Haiti, Tohoku hay là Tứ Xuyên. Mỗi ngày, 18.000 trẻ em chết vì những căn bệnh có thể phòng ngừa, nhiều hơn số người thiệt mạng ở Tohoku. Với mỗi một trường hợp tử vong tại Nhật Bản, các tổ chức cứu trợ nhận được 330.000 USD tiền quyên góp. Ngược lại, với mỗi người chết vì các nguyên nhân liên quan tới đói nghèo trên toàn thế giới, trung bình chỉ có 15.000 USD được chi trả cho viện trợ nước ngoài và hoạt động từ thiện. Một phần vì lý do này mà các chuyên gia về Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới kết luận rằng các hoạt động can thiệp y tế khẩn cấp có chi phí cao hơn và kém hiệu quả hơn so với các hoạt động y tế đã được thời gian kiểm chứng. Phản ứng của chúng ta với thảm họa thiên tai là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho việc vì sao khi nói đến từ thiện, hầu hết mọi người thường chỉ đi theo cảm tính và phản ứng với những sự kiện mới thay vì những vấn đề đang xảy ra. Khi một thảm họa xảy ra, các trung tâm cảm xúc của não bộ bùng lên. Chúng ta nghĩ đây là trường hợp khẩn cấp. Mà chúng ta quên rằng cuộc sống luôn xảy ra trường hợp khẩn cấp. Bởi vì ta đã quá quen với những trường hợp khẩn cấp thường nhật như là bệnh dịch, đói nghèo hay là áp bức. Bởi vì thảm họa là những sự kiện mới mẻ và kịch tính, chúng khơi dậy những cảm xúc sâu hơn, cấp bách hơn, khiến tiềm thức của chúng ta đánh giá nhầm rằng chúng quan trọng hơn hay là đáng chú ý hơn. Nghịch lý là, quy luật hiệu suất giảm dần cho thấy,
nếu cảm xúc của bạn phản ứng mạnh mẽ với một câu chuyện nào đó và muốn giúp đỡ, bạn có thể nên chống lại xu hướng này, vì nhiều người khác giống bạn có lẽ cũng quyên góp dựa trên cảm tính. Bạn luôn luôn nên khai thác cảm xúc khi thiên tai xảy ra bằng cách này hay là cách khác. Nhưng hãy tự nhắc nhở mình, một thảm họa tương tự có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Và sau đó cân nhắc việc quyên góp cho những hoạt động mà tiền của bạn sẽ đạt được hiệu quả cao nhất, thay vì quyên góp cho những hoạt động nhận được nhiều sự chú ý nhất. Hãy để lại ý kiến của các bạn về bài viết ở dưới phần comment. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Nut. See ya.